Thưa quý vị và các bạn, xuân đã về, mang theo sức sống mới trên mọi miền đất nước. Hòa cùng không khí cả nước hân hoan đón xuân Quý Mão 2023. Cán bộ chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa cũng tất bật, hối hả, rộn ràng hoàn thành những công việc để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Tết ở Trường Sa lúc nào cũng chứa chan tình cảm, nồng ấm tình đồng đội, đồng chí, tình quân dân. Những chuyến hàng Tết mang theo tấm lòng của triệu triệu trái tim Việt đã góp cho cái Tết ở Trường Sa thêm đầy đủ và tình quân dân trên đảo đã giúp cho mọi người gần nhau hơn, vui đón một cái Tết trọn vẹn, ấm áp. Vượt qua hơn 300 hải lý, những chuyến hàng Tết nặng nghĩa vẹn tình từ đất liền đã khắc phục khó khăn, sóng gió, đem theo hơi ấm đất liền gửi tới chiến sĩ người dân nơi huyện đảo Trường Sa. Những con tàu rời cảng Cam Ranh với niềm vui dân tràn, bởi đây là chuyến tàu mang hương vị Tết nồng ấm đến với quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Với tinh thần Tết ở đất liền được chuẩn bị như thế nào, thì Tết ở Trường Sa cũng sẽ được chuẩn bị đầy đủ như thế. Tỉnh Khánh Hòa, huyện Trường Sa, các xã đảo đã lên kế hoạch chi tiết, sửa soạn đầy đủ để giúp cán bộ chiến sĩ đón Tết thật ấm cúng, vui vẻ. Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ. Ngoài việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, chúng tôi còn tổ chức cho các cơ quan đơn vị bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong dịp Tết Quý Mão năm 2023. Đặc biệt chú trọng việc tổ chức các trò chơi dân gian như hái hoa dân chủ, nhảy bao bố và thi đẩy gậy, bảo đảm tổ chức Tết Nguyên đán như ở trong đất liền. Những cây quất, cành mai, những tấm lá dòng xanh, gạo nếp, đỗ xanh gói ghém cẩn thận được vận chuyển đến nơi cũng là lúc Tết về với cán bộ chiến sĩ và quân dân Trường Sa. Những ngày giáp Tết, cán bộ chiến sĩ chia nhau công việc. Người trang trí lại bàn thờ tổ quốc, người trang trí cành mai, cành đào, người treo băng rôn, khẩu hiệu chào đón năm mới. Và bánh chưng cũng không thể thiếu trong những ngày Tết ở biển khơi. Bánh chưng Trường Sa đầy đủ hương vị của đất liền, nhưng cũng mang nét riêng, đậm vị mặn mòi của biển cả, nắng gió nơi đảo xa. Thì gói bánh chưng này nó mang lại một mùa xuân ở trong bờ, đem ra thì cũng đầy đủ cái bột chất để mình gói một cái bánh chưng để ăn Tết một cái Tết ấm no. Để ở đây thì có những người đồng chí, đồng đội giúp đỡ mình để mình gói một cái bánh chưng hoàn thiện. Bánh chưng thì ở trong đất liền thì mình đem những vật liệu như lá dong, nếp, rồi thịt heo thì ở trên đảo thì mình tự làm. Rồi mình gói nhân thì cũng đem, đậu xanh thì cũng đem từ đất liền ra, nên nó đầy đủ với bánh chưng. Đây là lần thứ hai tôi tham gia đón Tết tại đảo. Thì mỗi dịp đón Tết ở đảo thì là một cái cảm xúc rất đặc biệt. Bởi vì chúng tôi được đón Tết trong một cái điều kiện đặc biệt tại nơi biển đảo xa xôi, xa với đất liền. Đấy là cái nơi chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thì chúng tôi cũng thấy rất là vinh dự, rất tự hào và cũng xác định rõ cái trách nhiệm, cái quyết tâm của mình trong cái quá trình đón xuân nhưng mà cũng cần nhiệm vụ. Những năm gần đây, các gia đình đã có đủ điện để phục vụ cho sinh hoạt thường ngày. Điện để chạy tủ lạnh để bảo quản thực phẩm. Theo dõi các chương trình văn nghệ vui xuân đón Tết qua vô tuyến truyền hình. Và có điện để thấy được sự ấm áp, quan tâm của tình người nơi đất liền dành cho quân và dân nơi đảo xa. Cùng với đó, hệ thống điện gió, năng lượng mặt trời, hệ thống cung cấp nước sạch ngày càng được đầu tư hoàn thiện về nhiều mặt, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho quân và dân Trường Sa. Đón Tết ở Trường Sa cũng đầy đủ như ở đất liền và lúc nào cũng nồng ấm tình cảm quân dân. Tình quân dân trên đảo này thì tình cảm là rất là gắn kết với nhau. Gọi là chung, nói chung là chung một nhà ăn kết quây quần bên nhau như quây quần bên nồi bánh chưng bánh tét thế này là hàng năm rồi. Năm nào cũng tổ chức cả, rồi có những trò chơi dân gian mà hầu như là đã không còn ở trong đất liền nữa, chỉ có đảo này chúng tôi mới còn duy trì được. Giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ, nhưng không khí đón Tết Nguyên đán ở huyện đảo Trường Sa vẫn rộn ràng, đậm ấm, vui tươi bởi tình đồng chí đồng đội, tình đoàn kết quân dân gắn bó. Những cung bậc cảm xúc thiêng liêng nơi đầu sóng đã tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo luôn vững chắc tay súng, bảo vệ sự bình yên, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
cùng với nhân dân cả nước đón một mùa xuân mới ấm áp, hạnh phúc.